Bạch Khởi là một vị tướng nổi tiếng của nước Tần thời Chiến Quốc, rất giỏi dùng binh, được Chiêu Tương Vương trọng dụng. Sau khi lập đại công hiển hách, thu phục hơn 70 thành, liền được phong làm Võ An Quân. Có một lần, Bạch Khởi chiến đấu với đại tướng Triệu Quát của nước Triệu ở Trường Bình, nay là phía Tây Bắc, huyện Cao Bình, tỉnh Sơn Tây. Đang đánh nhau thì Bạch Khởi giả thùa ra lệnh rút quân, dụ quân Triệu vào nơi hiểm yếu, rồi dồn hết đại quân đánh úp, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế lương thực của quân Triệu. Quân Tần bắn chết đại tướng Triệu Quát. Sau khi đại tướng đã chết, quân Triệu như rắn mắc đầu, hoang mang sợ hãi nên kéo nhau đến đầu hàng quân Tần, cả thảy có đến hơn 400.000 người. Bạch Khởi cho rằng những hàng binh này không đáng tin cậy, rất có thể sẽ chờ cơ hội để nổi dậy. Do đó ông liền ra lệnh chôn sống tất cả, bất chấp số người bị chôn sống lên đến hơn 400.000 người. Thật là một quyết định khủng khiếp. Sau khi trận chiến này kết thúc, dân nước Triệu hết sức căm phẫn vì hành động dã man của Bạch Khởi. Mấy năm sau, nước Tần lại cho Bạch Khởi dẫn đại binh sang, muốn tiêu diệt nước Triệu. Quân dân nước Triệu khi ấy nỗi lòng căm hận ngút trời, lại thấy trước rằng nếu để thua quân Tần thì không thể nào sống sót được dưới tay Bạch Khởi. Vì thế họ một lòng liều chết chiến đấu, sức mạnh trở nên không gì hơn được. Lần này quả nhiên Bạch Khởi đại bại, dẫn tàn quân chạy về nước. Không lâu sau, vua Tần lại tiếp tục hạ lệnh cho Bạch Khởi lập tức dẫn đại binh đi đánh nước Triệu một lần nữa. Bởi vì ám ảnh trận thua vừa qua nên Bạch Khởi liền giá bệnh, từ chối không đi. Vua Tần tức giận vô cùng, liền phế bỏ tước vị Võ An Quân, đồng thời ban cho một thanh kiếm để ông phải tự sát. Bạch Khởi nhìn thanh kiếm mà lòng rối loạn như tơ vò, tự hỏi: ta đã phạm lỗi lầm gì đến nỗi phải bị vua ban cho cái chết? Nhưng rồi ông lại tự nghĩ: đây hẳn là quả báo của việc ta làm trước đây. Trong trận Trường Bình, chỉ một quyết định của ta đã giết sạch hơn 40 vạn quân nước Triệu. Mặc dù họ đã đầu hàng không kháng cự, tội ác đó xét ra thật đáng chết vạn lần, không còn gì oan uổng nữa. Nghĩ như vậy, rồi liền vung kiếm lên tự sát. Đại tướng quân Bạch Khởi công to như núi, chinh chiến bao năm, giúp cho uy danh của nước Tần chấn động thiên hạ. Thế mà chỉ một lần thua trận, một lần từ chối dẫn quân ra trận, lẽ nào lại đáng tội chết hay sao? Đây chẳng qua là nghiệp sâu nặng nên dẫn đến Tần Vương một phút hồ đồ mới xuống lệnh tự dứt đi một danh tướng của mình. Chuyện này tuy nhìn từ bên ngoài thấy có vẻ như vô lý, nhưng nếu xét từ nguồn gốc nhân quả của sự việc thì cái chết thảm của Bạch Khởi rõ ràng là không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa, sau khi chết còn khó lòng tránh khỏi phải sa đọa vào ba đường ác vì tội giết hại quá nhiều mạng người.